Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á vụ kiện xét nghiệm là dấu hiệu lũng đoạn nhà nước được chuẩn bị rất công phu. Nhiều người vẫn chưa hình dung nổi vì sao công ty Việt Á có thể lừa dối toàn dân và đưa ra thị trường bộ kit xét nghiệm dởm với tiền hô hậu ủng của hàng loạt cơ quan nhà nước có quyền lực cao nhất như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Chủ tịch nước và các cơ quan ngôn luận của Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương, và tất cả hệ thống báo chí hiện hành đều ra sức hỗ trợ thổi phồng cho Việt Á lên tận trời xanh. Với cương vị là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận định vụ việc này có đủ dấu hiệu của sự lũng đoạn nhà nước, được chuẩn bị công phu chứ không còn là hành vi tham nhũng thông thường nữa. Bài phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đã đăng trên trang Vietstudy và được Đài Tiếng Nói BBC đăng lại với nội dung được chia sẻ như sau. Dư luận Việt Nam đã rung động mạnh mẽ và bức xúc dữ dội khi vụ kit xét nghiệm virus corona, gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á bị phanh phui với nhiều tình tiết bất thường liên quan đến sự can dự của nhiều cơ quan nhà nước và bộ chủ quản. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Quân y của quân đội, rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng. Sau đó, các báo tuyên giáo của Đảng thì tung hô về chất lượng, cũng như nổ láo rằng đã được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới, vân vân, và được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối một cách dễ dàng. Nhìn vào bản chất và sự rà soát lại diễn biến của vụ việc, chúng ta có thể thấy toàn bộ câu chuyện này đã được chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu chính sách được thiết lập rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo phương pháp luật cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông của nhà nước. Với tính chất và quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một loại tham nhũng mới, đó là có tính chất hoàn toàn khác, đó là lũng đoạn nhà nước. Trước hết cần phải phân biệt rõ tham nhũng thông thường với lũng đoạn của nhà nước như thế nào. Tham nhũng là các hành vi trục lợi của người nắm các chức vụ trong bộ máy của hành chính, bộ máy chính quyền, lợi dụng vị trí của mình trong quá trình thực thi luật pháp để trục lợi. Vì nhà nước cơ bản là cơ quan độc quyền để cung cấp dịch vụ công quan trọng nhất trên một lãnh thổ quốc gia, nên các vị trí hành chính và chính trị trong khu vực nhà nước có bản chất là độc quyền. Điều này khác với những người cung cấp dịch vụ trong khu vực tư nhân khi họ cung cấp các dịch vụ tư nhân hoặc gần với dịch vụ công. Vì khu vực tư nhân được điều tiết bằng cạnh tranh trên thị trường cũng như các quy định của pháp luật đã được thiết lập cho ngành đó. Cũng xin nói thêm rằng, vẫn có thể có tham nhũng trong khu vực tư nhân khi tổ chức tư nhân bị hành chính hóa cao, nhưng những tổn hại đó giới hạn trong khu vực tư, tức là của một nhóm người cụ thể, chứ không phải gây mất mát nguồn lực công. Đây là hình ảnh phát biểu tại Hội nghị Chính phủ vào chiều ngày 5 tháng 1. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nói rằng công ty Việt Á đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm xói mòn lòng tin với ngành y. Tuy nhiên, ông không đề cập gì đến chuyện chính Bộ Y tế đã cấp chứng nhận chất lượng cho Việt Á và Bộ Y tế cũng không hề có ý kiến gì khi Tổ chức Y tế Thế giới thông báo bộ kit xét nghiệm của Việt Á không đạt chất lượng. Ngăn chặn sự lợi dụng vị thế độc quyền của các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ và hàng hóa công là nhiệm vụ thiết yếu của nhà nước nếu nó muốn tồn tại hiệu quả. Do thiếu vắng cơ chế cạnh tranh của thị trường, nên trong toàn bộ lịch sử, người ta phải sử dụng các quy chế giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt với sự minh bạch và tính chịu trách nhiệm rất cao. Tuy nhiên, điều này không bao giờ có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. Do đó, tham nhũng luôn tồn tại trong khu vực công, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tham nhũng ở Việt Nam thì trầm trọng vì thiếu cơ chế dân chủ, minh bạch trong điều kiện ở Việt Nam, do khả năng giám sát kém hiệu quả, vì thiếu cơ chế dân chủ và minh bạch nên tham nhũng là thường xuyên, phổ biến và mức độ ngày càng trầm trọng. Thiết nghĩ điều này không cần phải chứng minh nữa nếu chúng ta theo dõi các đại án tham nhũng ngày càng nhiều và nghiêm trọng trong 20 năm qua. Tuy nhiên, đặc điểm quan trọng của loại hình tham nhũng nói chung là chúng vẫn thừa nhận một hệ thống luật pháp đã có sẵn. Kẻ tham nhũng chỉ thực hiện trục lợi thông qua quá trình thực thi hệ thống pháp luật đó
mà không có khả năng biến đổi nó theo ý của mình. Và lũng đoạn nhà nước là một bước tiến về chất của những người muốn trục lợi từ tài sản của nhà nước và công chúng. Đây là hình ảnh huân chương lao động hạng 3 được trao tặng cho Việt Á do chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ký tên và đóng dấu là chủ tịch nước. Sau đó, Việt Á mang đi công bố công khai trên trang web của công ty này. Điểm khác đặc biệt chủ chốt là họ chủ động tác động vào quá trình hình thành nên các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hệ thống quy định ấy được thực thi một cách chính danh và hợp pháp, đem lại quyền lợi cho những kẻ lũng đoạn ở quy mô rất lớn. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế dựa trên các nghiên cứu có thẩm quyền trong lĩnh vực này đã xác nhận biểu hiện của lũng đoạn nhà nước qua 3 dấu hiệu có hệ thống như sau. Thứ nhất là quá trình có một mục tiêu chính sách rõ ràng. Thứ hai là những kẻ lũng đoạn sẽ trục lợi khi tiến trình được thực thi. Thứ ba là quá trình hình thành chính sách bao gồm cả luật và quy định không còn hướng tới mục tiêu vì lợi ích công cộng mà chỉ nhằm phục vụ lợi ích nhóm lũng đoạn đó. Nhóm lũng đoạn ở đây chính là các công ty tư nhân hoặc cá nhân tập thể trong khu vực tư, cùng nhóm hợp tác là các quan chức hành chính hoặc chính trị gia. Tất cả hình thành một mạng lưới chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ một cách tỉ mỉ và chính xác để trục lợi cho toàn bộ mạng lưới một cách bất hợp pháp. Từ khung phân tích như trên, chúng ta có thể soi chiếu lại quy định về việc kit xét nghiệm COVID-19 để thấy rằng đây là quá trình có tính chất lũng đoạn nhà nước. Đây là hình ảnh người phụ nữ ở Bình Dương đã bị cưỡng bức thô bạo để xét nghiệm, cũng vì chủ trương của chính phủ là thần tốc xét nghiệm và xét nghiệm toàn dân. Người đọc có thể tự giả soát lại toàn bộ chi tiết các bước liên quan, nhưng có thể tóm lược lại như sau. Thứ nhất là việc hình thành các chính sách hạn chế nhập khẩu các bộ kit xét nghiệm từ nước ngoài nhằm chuẩn bị thị trường độc quyền cho sản phẩm. Thứ hai là việc hình thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước với nguồn vốn lớn từ ngân sách do cơ quan chính thống ngay trong ngành y đồng tham dự để tăng tính chính danh cho sản phẩm. Thứ ba là việc các bộ và cơ quan chuyên môn cùng đồng loạt công bố thông tin về chất lượng sản phẩm mà hiện nay đã bị phanh phui là sai để xây dựng chính sách cho sản phẩm. Đồng thời tạo dư luận và nâng cao tinh thần dân tộc, sử dụng sản phẩm tự chế của người Việt, thậm chí là trao huân chương lao động cho đơn vị tạo ra sản phẩm. Tiếp theo là việc ban hành các quy định yêu cầu xét nghiệm trên quy mô rộng trong thời gian ngắn để việc bắt buộc phải sử dụng sản phẩm trên quy mô và thời gian tương ứng. Với một bộ khung chính sách đã được chuẩn bị sẵn như vậy, một công ty Việt Á hay bất cứ một công ty nào đó đã được mạng lưới này chuẩn bị sẵn, chỉ việc thực hiện đúng quy trình, chính sách để trục lợi. Cũng cần lưu ý rằng, việc công ty Việt Á được phép bán sản phẩm, đồng thời nâng giá bán sản phẩm cao bất thường, chỉ là những diễn biến tiếp theo của vụ việc. Về cơ bản, không vi phạm pháp luật hiện hành cũng như cơ chế thị trường. Nếu bộ khung chính sách và môi trường cho kit xét nghiệm như đã nói ở trên được chuẩn bị sẵn và thực tế đã đi vào cuộc sống với hàng chục triệu cuộc xét nghiệm diễn ra trên toàn quốc. Đây là hình ảnh ảnh biếm họa của La Thanh Hiền với chủ trương lạm dụng ngoáy mũi xét nghiệm toàn dân để ngốn tiền ngân sách và có kẻ nhân cơ hội đó đã trục lợi. Cũng vì lý do đó mà việc hiện nay cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông có khuynh hướng chỉ quy kết việc cho một nhóm nội dung là công ty Việt Á sản xuất kit kém chất lượng, lừa dối trong công chúng thông tin sai và sau đó là thông bồng bán hàng với các giá cao cho các CDC trên toàn quốc. Như thể đó là một kịch bản do Việt Á là kẻ chủ mưu và đồng thời thực hiện là cách tiếp cận chưa đầy đủ về bản chất của sự việc. Đây không phải là một vụ việc vi phạm pháp luật đơn thuần, mà là một quá trình thay đổi có chủ đích hệ thống thông tin chính thống và quy định hiện hành nhằm tạo cơ chế cho sản phẩm của Việt Á được đưa ra thị trường một cách chính danh và hợp pháp. Do đó, không thể coi đây là một vụ tham nhũng hay lừa đảo đơn thuần, mà cần xem xét nó như vụ lũng đoạn nhà nước với đầy đủ đặc điểm và tính chất của nó. Việc nhận thức đúng bản chất của sự việc có ý nghĩa rất quan trọng, vì như thế mới hình thành được giải pháp thích hợp. Sự tiến hóa từ tham nhũng nhỏ lẻ lên thành tham nhũng có hệ thống, tham nhũng và thao túng chính sách, rồi lên đến giai đoạn lũng đoạn nhà nước là bước phát triển về chất của sự suy thoái xã hội. Cần nhìn nhận rõ thực trạng này cả trong thực tiễn lẫn lý luận để chuẩn bị cho những giải pháp đối phó có hệ thống, có lý luận
và do đó là phù hợp với bản chất nghiêm trọng của vấn đề. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai hai vợ chồng bị bắt giam khi đang trên sóng livestream nói về chế độ cộng sản. Một cặp vợ chồng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị công an ập vào nhà bắt khi người chồng còn đang phát trực tiếp, tức là phát livestream bài nói chuyện của mình trên kênh YouTube. Vào hôm 5 tháng 1, người theo dõi trên kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng bất ngờ chứng kiến cảnh ông này bị công an bắt khi đang theo dõi buổi phát hình trực tiếp do chính ông đang thực hiện. Đây là hình ảnh vợ chồng ông Nguyễn Thái Hưng và Vũ Thị Kim Hoàng. Khi đang nói chuyện về hiện thực của cuộc sống dưới chế độ cộng sản được khoảng 20 phút, ông Hưng nghe thấy tiếng cửa kính vỡ thì rời khỏi máy để đi xem. Ít giây sau, khu vực phòng của ông này xuất hiện một người mặc đồ màu cam của công ty điện lực hét lên, đứng im. Cùng lúc vẹp kem bị đặt úp xuống mặt bàn, cùng bị bắt còn có vợ của ông Hưng là bà Vũ Thị Kim Hoàng. Bà Hoàng bị bắt giam để điều tra với cáo buộc tội danh là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ bắt giữ ông Hưng. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, bà Vũ Giáng Tiên, chị gái của bà Hoàng cho biết thêm thông tin về sự việc này như sau. Thì cái việc nó diễn ra, diễn biến là tự nhiên thấy có hai người trèo rào nhảy vô, xong rồi bẻ khóa cổng để mở cổng rồi chạy thẳng vô nhà. Nên là lúc đó bé gan con lớn của anh Kim Hoàng nó thấy người lạ xông vô nhà thì nó sợ quá hét to lên. Thế là mẹ tôi ở sát bên cạnh chạy qua, thì mẹ tôi tưởng là cướp, tại lúc đó thấy mặc đồ thường chứ không mặc đồ công an. Mẹ tôi la cướp cướp, thì mẹ tôi nhìn lại thì mẹ tôi thấy cái người mặc áo vàng có dắt súng. Mẹ thấy là người có súng nên mẹ sợ quá, mẹ im luôn. Thế là những người đấy bắt hai đứa nhỏ lên trên nhà để hỏi. Rồi lúc đó là 6 giờ tối rồi nên trời nó chập choạng, rất là đông mặc áo xanh vây kín trước và sau luôn. Còn những người vô nhà rồi thì họ đập cửa buồng, họ đập bể tan cái cửa kiếm buồng để họ thò tay vô, họ mở cửa rồi họ vô trong lục soát tung tóe hết lên. Rồi thì họ bắt Hưng và Hoàng đi. Theo gia đình thì lúc bắt người công an không thông báo tội danh cũng như cung cấp bất cứ giấy tờ gì. Đến khi được hỏi thì vì tại sao cả người vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng thì công an trả lời rằng chỉ đưa đi để điều tra vì bà Hoàng chứa chấp tội phạm. Đây là hình ảnh hiện trên kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng có gần 40.000 người nhấn theo dõi, được tạo lập từ tháng 1 năm 2020 đã không còn hiện bất kỳ video nào khác. Tuy nhiên, hai ngày sau khi gia đình đến trụ sở công an huyện Tân Phú, Đồng Nai để tìm hiểu thông tin thì được cung cấp một tờ thông báo về việc tạm giữ, trong đó cho biết bà Hoàng bị bắt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ngoài ra, theo như giấy tờ thông báo thì bà Hoàng bị tạm giam tại nhà tạm giam của công an huyện Long Thành, cũng thuộc tỉnh Đồng Nai. Về phía ông Nguyễn Thái Hưng, gia đình cho biết công an không cung cấp bất cứ thông tin gì với lý do ông này không đăng ký thường trú ở địa phương. Khi được hỏi về những việc mà ông Hưng làm trước khi bị bắt, bà Giáng Tiên cho biết. Trước khi bị bắt thì tôi biết là Hưng có làm một cái kênh YouTube để lên sóng nói về những ý kiến gì đó. Nói chung là như vậy và tôi cũng không biết tả sao, nhưng mà Hưng cũng đã nói một năm nay rồi chứ không phải vừa mới nói. Người thân cũng cho biết là tỏ ra rất bối rối và hoang mang khi vợ của ông Hưng cũng bị bắt và khởi tố theo điều 331, trong khi bản thân bà Hoàng không hề có phát ngôn nào trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh một video YouTube trên kênh Che Làng TV phát bài nói chuyện của ông Nguyễn Thái Hưng về vụ án Hồ Duy Hải có hơn 35.000 lượt theo dõi với 175 bình luận. Hiện kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng có gần 40.000 người nhấn theo dõi, được tạo lập tháng 1 năm 2020 đã không còn hiện bất kỳ video nào khác. Còn trên tài khoản Facebook mang tên ông Hưng, bài đăng gần nhất là vào tháng 7 năm ngoái nói về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô.
và tại Việt Nam, Đảng Cộng sản cũng như chính quyền luôn làm những điều bất nhân như thế. Họ đã y án 10 năm tù đối với người nói xấu Đảng và lãnh đạo nhà nước. Và tòa án phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 12 tuyên y án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng. Tội danh đối với ông này là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều số 117 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết phiên phúc thẩm được tiến hành vì ông Vũ Tiến Chi có kháng cáo bản án sơ thẩm vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Kháng án yêu cầu thay đổi tội danh. Cáo trạng cho rằng ông Vũ Tiến Chi, 55 tuổi, sống tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2018, thường xuyên tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang nước ngoài với nội dung bị cho là chống nhà nước, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, nhà nước Việt Nam. Ông Chi cũng bị cho là thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với nội dung mà cơ quan chức năng Việt Nam nói là không đúng sự thật. Cũng theo cáo trạng, ông Vũ Tiến Chi lập ra hai tài khoản Facebook cá nhân và đăng tải chia sẻ 338 bài viết, 181 video và nội dung bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Vũ Tiến Chi tại cơ quan công an. Những video này do bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy tại Khánh Hòa phát trực tiếp trên mạng. Ông Chi thì bị cho là có liên lạc với Facebook Nguyễn Cẩm Thúy hay còn gọi là Cẩm Thúy Cô ở Khánh Hòa và cả hai có ý định tập hợp thuyết phục những người cùng quan điểm lập quốc hội, từ đó hình thành tổ chức chính trị đối lập, thay thế quốc hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy cũng đang phải thụ án 9 năm tù giam cùng tội danh với ông Chi. Còn vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, ông Chi cũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, ông bị tòa án tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử và tuyên án 10 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng là người khác thì cũng đã bị tuyên án 5 năm tù giam. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sáng ngày 31 tháng 12 cũng tuyên án 5 năm tù giam đối với nhà báo Công Dân Lê Trọng Hùng chỉ sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ xử án. Ông là người đã nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Hà Nội và bị bắt không lâu sau đó với cáo buộc tội danh là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Hùng, nói thêm về phiên tòa này như sau. Phiên tòa hôm nay bắt đầu từ 8 rưỡi cho đến 12 giờ 15 thì kết thúc. Thì tòa tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế. Ông cho biết phía đại diện Viện Kiểm soát không hề trả lời các câu hỏi của luật sư cũng như đã từ chối tranh luận về những cáo buộc mà cơ quan này đưa ra đối với ông Lê Trọng Hùng. Đây là hình ảnh trên kênh YouTube riêng ông Lê Trọng Hùng tích cực vận động và có kế hoạch tranh cử đại biểu Quốc hội trước khi bị bắt. Đánh giá chung về diễn biến và kết quả của phiên tòa, vị luật sư của đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết thêm như sau. Tôi cho rằng hiện nay người ta vẫn dùng cái giám định về mặt quan điểm. Thế nhưng mà người giám định thì không bao giờ đến tòa để giải trình căn cứ giám định tại sao lại chống nhà nước cả. Cái điều 117 rất mơ hồ. Người ta không bám vào các quy định hiện tại có nên người ta thường kết tội theo chủ quan là nhiều. Thì tất nhiên nó là một cái bản án oan. Cũng theo luật sư Sơn, có 4 video clip được ông Lê Trọng Hùng đăng tải lên trang cá nhân đã bị Viện Kiểm sát làm chứng cứ để truy tố gồm đào tạo dân biểu 4.0, bài 8 và tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử. Rồi chưa không ngủ vào ngày 17 tháng 5 năm 2020 với bài khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó. Rồi tại sao có quá nhiều công dân đã bị oan sai. Rồi làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này và thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm. Ông Hòa Hy Sơn trình bày luận cứ trước tòa cho rằng bị cáo không có hành vi phỉ báng chính quyền nhân dân, mà ngược lại bị cáo đã tự bỏ tiền để mua hàng ngàn cuốn hiến pháp năm 2013
để phổ biến và tặng cho hàng ngàn người. Bị cáo đã thực hiện hàng trăm đoạn video phát trực tiếp phổ biến hiến pháp năm 2013 và pháp luật trong thời gian nhiều năm trước khi bị bắt. Về phía gia đình, không hề nhận được giấy mời tham dự phiên tòa, thậm chí công an Hà Nội còn canh giữ trước cửa nhà nhằm ngăn chặn người thân đến tòa án. Và mặc dù sau đó đã được người thân của ông Hùng rời khỏi tòa, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại ở đầu đường dẫn vào khu vực của tòa. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cứ hành xử với người dân vô pháp như thế.